Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến nhà của em Nhung để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số mai tàng nhân quý vị để quyết một việc ha. Có nút đủ luôn, vừa lá cho quý vị mình luôn. Đàn đẹp quá ha, đẹp luôn. À, chào em. Em chào anh Tấn. Dạ, con kính chào cô chú mình đam mê mai vàng trên mọi miền đất nước ha. Thì bữa nay con cũng có về được một lô mai tàng giảo hạt Thủ Đức. Bông thì từ 6, 8, 10, 12 cánh để giao lưu cùng cô chú anh chị. Hình thức bán bên con là bao sống bao ship toàn quốc cho mình luôn nha cô chú anh chị. Rồi. Rồi, này con nghe vào cây số 1, cây đầu tiên luôn cô chú anh chị ơi. Rồi, mã số 1 quý vị thì em này cao tầm khoảng là 1m45 ha. Tán ngang nó khoảng tầm 1m2. Cây gì? Tàn tròn như vừa lá cho quý vị ha. Dạ. Vì mình vô chậu là bồn gì nè, vừa dưỡng lá rụng còn nhiều dưỡng đó nhưng quý vị. Nút nụ luôn nha quý vị. Tết tới gần tới Tết quý vị lặt cái cho nó bung ra anh chơi Tết ha. Rồi, tay cạnh cũng đặt hết trơn nè ha. Rồi quá anh. Hoành 19 luôn anh. 19 quá anh. Rồi xây cái gì nghĩa đế ha. Có cái nhánh tử hơi con gì là có đuôi ha. Dạ. Qua đuôi luôn. Rồi. Dạ, mã số 1 này em vô luôn cô chú anh chị, giá là 700.000 luôn cô chú anh chị ơi. Dạ. Bao ship cho cô chú anh chị ha. Cành đặt luôn ha. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số 2. Thì mã số 2 thì em này cao tầm cũng khoảng là 1m4 luôn rồi quý vị. Tán ngang này chắc khoảng 1m3 ha. Cây cũng rất là tròn luôn. Đây, đọc chủ nó đây. Rồi dừng luôn nha Nhung. Em này nút đủ to dữ ha. Rồi nút đủ chà bá rồi. Hết sức. Lô mai này đặc biệt mà vừa tàn mà vừa đế đẹp luôn nha cô chú anh chị. Vô cái hoành luôn cô chú anh chị. Hoành 20 hoành luôn. Rồi hoành 20. Để đây. Chân trống, chân chiều, chân chồm gì có đủ ha. Rồi mã số 2 này em giao lưu cô chú anh chị giá là 850.000 luôn anh. Rồi 850.000. Bao ship luôn của chú anh chị ơi. Rồi, xuống cây. Xuống số 2 luôn. Rồi, mã số tiếp theo đây quý vị, mã số 3 ha. Thì em này cũng khá là cao. Nhưng mà tính khoảng 1m7 cao thôi nha quý vị, tán ngang tầm khoảng 1m4 này ha. Đó, tàn rất là đẹp, tàn bự nè. Còn đế dưới quý vị nghĩa đế luôn, đặt kẹo dưới luôn á ha. Lát nữa mình cận cảnh đế cho quý vị xem ha. Đây, cái tàn đẹp lắm nha. Tay cành khích 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 luôn á, tàn bự. Rồi vô cái hoành luôn. Rồi lộn dây luôn cô chú anh chị ơi. Rồi hoành là 22 yếu 21 hơn cô chú anh chị. Rồi, tính 21 xe đi mình dùng, cái nồi đế khủng bố nha cô chú anh chị. Hết sức ha. Dạ. Mai tàn mà đế quá trời quá đất luôn. Tàn đẹp mà đế đẹp luôn. Để có chê rồi hả quý vị. Quý vị ngắm nghía cái đoạn tay cành nè. Tay cành ở trên là nó đặt nghẹt luôn nha cô chú anh chị ha. Rồi cái này mình giao lưu dạ, nhiêu đây. Dạ, số 3 này em giao lưu giá là 1 triệu 6 anh. Bao một ship triệu luôn 6. Dạ. Rồi xuống cây. Xuống số 3 luôn. Xuống số 3. Hết biết cái tàn luôn ha. Rồi tiếp tục luôn. Lên số 4 luôn nè quý vị. Số 4 luôn cô chú anh chị ơi. Rồi, mã số 4 ha. Thì em này cao thì tầm cũng khoảng là 1m5 nha quý vị, tán ngang cũng cỡ 1m5 luôn ha. Đó. Tàn cũng bự nè. Tàn khủng bố luôn cô chú anh chị. Tay cạnh cái gì nghĩa ha. Cạnh cũng bự 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 không ha. Ở đây nó bị dập em vận chuyển không sao nha cô chú anh chị. Tóc, dạ, tóc vàng dạ. Đó. Nhưng mà chỉ cho cô chú anh chị thấy ha. Trước. Rồi, dạ, hoành là 23. Rồi. Đó nồi đế luôn cô chú anh chị, nồi đế quá trời rồi. Nồi đế là 1m17 luôn. Rồi, xê luôn. À, cây này có hiện tượng nhẹ nhẹ cả nhà, nách nó niết rồi cả nhà. Dạ, bung hết. Đế quá xa đế ha. Đây, hàng đáng cho cô chú anh chị mình sưu tầm luôn cô chú anh chị ơi. Rồi, giao lưu như đêm. Dạ, mã số 4 này em giao lưu cô chú anh chị giá là 1.600.000 luôn. Rồi, 1.600.000. Dạ. Rồi, xuống cây. Rồi, lên số 5 luôn.
Rồi. 5 ha. Quá nặng. Mã số 5. Khá là cao đây ha. Này cao chắc khoảng 1m7 nha quý vị. Rồi, tán ngang khoảng là 1m chỉ cỡ nếu mà tối đa chắc khoảng 1m4. Tối đa 1m4 nha quý vị. Đây, đọc chủ đây ha. Tại cành thẳng tưng luôn cô chú anh chị. Cành đều hết trơn ha. Rồi, vô cái hoành luôn, góc lắc nhẹ luôn. Hoành 22 yếu nhẹ rồi, luôn. 22 yếu nhẹ đó, luôn. Nồi đế cô chú anh chị tham khảo đựng ước lượng cái chậu ha. Đây, cái tổng nồi đế là 1m5 luôn cô chú anh chị. Đế luôn, đế lắc đặt ở trên này ha. Đế nè. Mặt lưng nè. Còn mặt chịu dưới đây cũng quá xá luôn nè. Quá trời. Dạ rồi, cây số 5 này em vô luôn cô chú anh chị giá 1.4 triệu luôn anh. Rồi, 1.4 triệu quý vị. Rồi, cây đẹp giá hữu nghị luôn. Rồi, xuống mã số 5 luôn cô chú anh chị ơi. Rồi, xuống cây. Rồi, tiếp tục mình lên mã số 6 luôn ha. Rồi. Rồi, mã số 6. Hàng này em tuốt lá rồi. Rồi. Chiều cao này khoảng 1m3 ha, tán ngang thì khoảng tầm 90. Cái này nhỏ gọn của chú anh chị ơi. Rồi, vô hoành luôn em. Dạ, hoành 17 luôn của chú anh chị. Rồi, có cái cũ là 23. Rồi, xây xây luôn. Đế nơm lực lá ra thì bao nhiêu tay cành quý vị thấy rất là rõ ràng rồi ha. Đó, tay cành đều. Cụ đế. Lực. Rồi, mã số 6 em giao lưu giá là 650 ngàn luôn anh Tấn ơi. Rồi, 650 ngàn. Dạ, rồi, bao ship của chú anh chị luôn. Rồi, xuống số 6 luôn. Giá này là bao gồm cái phí vận chuyển cây tới nhà luôn rồi nha quý vị. Rồi, số 7 luôn cô chú anh chị ơi. Rồi, mã số 7 thì em này cao tầm tối đa 1m7, tán ngang tầm khoảng 1m2 ha. Đó, cô chú thấy tay cành rất là đặc cô chú anh chị ha. Rồi, em vô cái hoành luôn cô chú anh chị. Tay cành đặc kẹo hết ha. Dạ, hoành là 18 luôn. 18. Rồi, để luôn, góc lắc nhẹ ha. Dạ. Chịu chống nó đầy đủ cô chú anh chị ơi. Rồi, vô luôn như dạ, em. Rồi, cây số 7 này em vô luôn của chú anh chị giá là 750 ngàn luôn anh. Rồi, xuống cây. Rồi, xuống số 7 luôn. Rồi, lên số 8 luôn ha. Lên số 8 à, còn nguyên cái hàng bên đây luôn đó quý vị. Tha hồ rồi, chọn lựa ha. Trong quá trình xem quý vị thích mã số nào cứ alo em Nhung ha. Alo, rồi, số điện thoại của em Nhung thì để trong phần tiêu đề đó quý vị. Cây này rồi, đẹp nha cô chú anh chị. Cây này cao khoảng 1m6 đến 1m7 ha. Nói chung là múc là chắc khoảng 1m7. Tán ngang thì khoảng tầm 1m2 ha. Tay cành đặt kẹo hết trơn ha. Từ rồi, trên xuống luôn. Rồi, cái hoành đó là 16,5 luôn cô chú anh chị. Rồi, 16,5. Cây này đế, cũ đế nha cả nhà. Lắc viên ha. Mặt này đẹp lắm nha cô chú anh chị. Rồi, xây luôn. Mình gân luôn. Nách bung nhẹ nhẹ luôn cô chú anh chị ơi. Rồi, giao luôn nhiêu đây? Dạ, mã số 8 này em giao lưu giá 800 ngàn luôn anh. 800. Rồi, xuống cây. Rồi, xuống số 8. Rồi, lên số 9 luôn. Rồi, em này cao tầm chắc cũng khoảng 1m7 nha quý vị. Tán ngang khoảng 1m3 ha. Góc thì cũng lắc nhẹ. Rồi, tay cành. Tay cành đều luôn, từ trên xuống dưới luôn. Vô hoành luôn. Rồi, vô luôn. Hoành đo vị trí trên đây là 19 yếu nhẹ luôn cô chú anh chị ơi. Góc lắc viên quá ha. Rồi, đế nè. Đây quá xa đế luôn. Em này thì cái nách nó có bung bung dạ, nhẹ, nhẹ nhẹ ha. Bung nhẹ nhẹ hết tượng thôi nhưng có vậy chứ mình không có báo mới nhôm nhóm á. Nhóm. Dạ rồi, cây mã số 9 này em giao lưu giá là 1,1 triệu luôn nha cô chú anh chị. Rồi, 1,1 triệu. 1,1 triệu sở hữu cây mai như ý luôn. Rồi, rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo luôn. Lên số 10. Số 10. Em này cao tầm cũng khoảng 1m7 luôn. Rồi, tán ngang khoảng 1m3. Rồi, rất là tròn luôn nha cô chú anh chị. Rồi, tay cành nè. Nhìn vậy là thấy rất là hoành luôn ha. Dạ. Hoành. 20 hoành luôn anh. 20. Rồi, đế khủng bố luôn nè. Đó, đế đẹp quá nè ha. Dạ. Lực đế luôn cô chú anh chị. Dạ con.
Rồi, cây mã số 10 này con giao lưu của chú anh chị mình giá là 1.250.000. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo quý vị, mã số 11 ha. Em này cao tầm khoảng 1,5 m nha quý vị, còn tán ngang khoảng 1,2 m ha. Đó, rồi xoay xoay cho quý vị nghĩa cái tàn cái nhu. Đó. Tàn đặt kẹo ha. Quý vị cứ an tâm ha. Đây. Cái nút nụ này thì chắc miền Nam mình chắc sớm sớm nha quý vị. Sớm sớm nha cô chú anh chị. Dạ. Còn thì mình, dạng như mình yêu thích mình về mình dưỡng năm sau mình chơi cô chú anh chị. Dạ. Còn này vô cái quành đi trung thì mình không biết nói làm sao đây. Mình không có tại rành vì tùy theo không khí mình không ở ngoài mình cũng không rành lắm. Quành 18 của chú anh chị ơi. Rồi. Nồi đế khủng bố luôn ha. Nồi đế là 1m08. Rồi. Cây này đặc biệt nha cả nhà. Này em dừng lại cho anh xem mấy cái nách cái cây nè ha. Nó dài bụng lên tới trên luôn anh. Đây. Đây cô chú anh chị. Là mặt bên đây luôn ha. Dạ. Nhìn kỹ ha. Đó 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 nó bung bể tới đây kìa nè. Tới đây có gì? Cây này nội bộ đế không là quá sức đẹp rồi cả nhà. Rồi đế này có đó cũng là hiện tượng rồi những cái gì nhẹ nhẹ rồi đó. Nhẹ nhẹ rồi đó cô chú chị ơi. Trong 1-2 năm mà nó sung lên nó chảy dài dài nó là ok ha. Rồi mã số 11 nè em giao lưu giá 1.250.000 luôn Tuấn ơi. 1.250.000 luôn. 50 mã số 11. Rồi, rồi xuống cây. Số 1. Dạ alo. Dạ em thấy có một bộ nhỏ em mới gọi lại. Rồi số dạ, 12. 12 luôn ha. Ây da, nó nặng. Ginh giết nội chuột luôn cô chú anh chị. Rồi, này cao tầm khoảng là 1m7 nha quý vị. Còn tán ngang thì khoảng tầm 1m2 ha. 1m2. Rồi quý vị mình nghĩa tay cành ha. Đây cả nhà. Tay cành. Vô cái hoành luôn cả nhà ha. Rồi vô luôn. Rồi hoành 20 luôn cả nhà ơi. Rồi đế luôn. Hoành duyên dáng luôn cả nhà ha. Còn gì đây mà chân cẳng quá xá. Chân cẳng quá xá luôn. Về mình tiễn nhẹ nhẹ cái thành thú luôn cô chú anh chị ơi. Nguyên cái bệ lực. Dạ. Nách cũng bung bung luôn cả nhà nhẹ ha. Nhẹ nhẹ hết cô chú anh chị. Rồi giao luôn như dạ, đây. Dạ mã 12 này em giao lưu giá 1.200.000 luôn cô chú anh chị rồi, ơi. Rồi 1.200.000 ha. Rồi dạ. Xuống cây. Xuống 12 luôn. Rồi, lên 13 luôn. Rồi. Bắt đầu lên tới phôi bự bự nhít hơn miếng hả cả nhà ha. Bự bự lên rồi đó ha. Em này cao chắc khoảng mấy? Lông lông lông. Cái gì lông lông? Rồi, vậy xuống cây. Chưa hả? 13 nằm đâu đây phải không? Đâu rồi. Quý vị đợi xíu nha. Đây quý vị, 13 em này đây quý vị ơi. Cây này rồi em này cao tính khoảng 1m6 đi nhưng quý vị còn tán ngang thì khoảng tầm là 1m2 có hơn luôn á. Mình tính 1m2 cho chắc nha quý vị. Đây khi về quý vị đo mà thiếu một xíu nhưng khi ông này báo sợ thiếu quá. Báo cũng sợ thiếu cho quý vị quá. Dạ. Báo cho nhiều quý vị đo có dư quý vị không phiền ha. Mà sợ em báo thiếu rồi sợ chủ cây buồn tìm em sao anh cái gì em cũng phải cũng sợ rồi vô cái hoành luôn nha cô chú chị. Hoành này là 21 hơn cô chú anh chị lấy rồi. 21 luôn đi rồi cái này mình về mình vô chậu dài dài vip luôn cô chú anh chị ơi. 1m2 nồi đế rồi, luôn 1m2 đây quý vị đế nè nó mấy em mà xung quanh này chừng nữa nó bự lên cái đẹp liền ha cả nhà quá trời luôn cô chú anh chị ha. Tay cành là đều nha cô chú anh chị. Tay cành luôn nha quý vị. Tay cành đều trên ha. Rồi cây số 13 này em giao lưu cả nhà giá 1.650.000 luôn anh. Rồi 1.650.000. Cây quá đẹp luôn nha cả nhà ơi. Rồi xuống, xuống cây. 13 luôn. Mai tàn mà có đế đẹp luôn ha. Dáng lắc duyên luôn. Rồi mã số 10 máy này anh thấy số đang đánh là 15 à. Sửa số lại luôn ha. Dạ, sửa số lại luôn. Sửa số lại luôn đi. Sửa số 14. Mã 14. Rồi. Rồi em này cao khoảng 1m4. Tán ngang cũng 1m4, cao 1m4 luôn rồi quý vị. Tàn tròn luôn ha. Đó. Mã số 14 luôn. Mã số 14. Cây này tàn rất là tròn của chú anh chị. Rồi đế là cành cũng bự bự đó ha. Đế là vip nữa.
Rồi 20 hoành luôn cả nhà ơi. Rồi xây xây luôn. Để số đây. 14 nè cả nhà. Con xây mình lưng một luôn, cục luôn. Giống như con Kỳ Phú Quốc nha, con xây lưng. Chân trống chịu quá trời. Mặt này duyên lắm cô chú anh chị ha. Mặt này nó xây lưng luôn. Dạ. Rồi mã 14 này em giao lưu cô chú anh chị mình giá là 1.600.000 luôn anh. Rồi 1.600.000. Dạ bao ship cô chú anh chị mình toàn quốc luôn ha. Rồi. Rồi xuống 14 luôn. Xuống cây. Rồi cho lên cây 15 luôn. Cho em 15 lên luôn. Đây em này 15. Em cũ nở. Rồi em này cao khoảng 1m7, 8 ngang, 1m2. Rồi quý vị, chủ đây ha. Rồi ra từ từ xuống luôn. Cây này tay cành đặt ngẹt luôn nha cô chú anh chị ha. Đó. Đặt cành, đó, đặt kẹo luôn đó ha. Này cả nhà, sáng sáng vô đây về mình dễ nhìn lên ha. Đó. Rồi em vô cái hoành luôn cô chú anh chị ơi. Rồi vô luôn. Rồi hoành 20 luôn cô chú anh chị. Rồi 20 hoành. Củ gì đây. Này là cái đuôi nó ngoái bên đó. Ngoái bên bên á. Nãy thì là cái sấy lưng á. Này có cái đuôi để cũng quái quái không ha. Để quái nhìn nó duyên nó lạ cả lắm cô chú anh chị ha. Lạ mắt ha. Dạ. Mai tàng mà đế đẹp ha cô chú anh chị nha. Rồi mã 15 này em vô lưu giá là 1.400.000 luôn anh. Rồi 1.400.000. Dạ. Rồi xuống cây. Rồi xuống 15 luôn. Quái đế luôn. Rồi em 16 giờ em này đây. Đằng này là thiệt. Đằng này là thiệt chứ không xuống cây. Rồi em này cao khoảng 1m8. Cái này tán ngang khoảng 1m5. Đó, tàn bự nha quý vị. Tàn đặc nghẹt luôn nha. Cái hoành ở dưới cũng bự lắm á. Lát xuống là dưới xuống dưới sau nha quý vị. Dạ. Vậy mình nghe kỹ tay cạnh ha, còn nút nụ thì nó vậy nè, tròn tròn. Dạ. Đó. Bự bự không vậy đó. Về chơi có kịp Tết hay không thì mình không rành. Ê, kịp gì. Không kịp thì năm sau mình dưỡng, năm sau mình chơi vi vu cô chú anh chị ơi. Tại cạnh hoành là 26.5 hay cả nhà. Rồi. Mình bự nha cô chú anh chị. Cũng giống mà hình thú ha. Hình thú ha. Từ từ vậy anh. Đó, 1m18 nồi đế luôn nha cô chú anh chị. Đường kính bầu nó khoảng nhiêu em? Anh dịu cái gì chuẩn bị chậu. Dạ đường kính bầu là 50. 50. Trời ơi cái mình cô chú anh chị. Cây này VIP cô chú anh chị ha. Rồi, xoay xoay luôn. Nghĩ kỹ nha. Để nữa quay mấy vòng quý vị ngắm nghĩa kỹ nha. Rồi giờ mình kéo rà rà lên nha quý vị. Mình nghĩa thêm cái phần tay cạnh cho nó cái ha. Đó, thì trong quá trình xem quý vị thích cái mã số nào quý vị cứ alo cho em Nhung. Alo alo luôn alo đi. Chị ơi. Tay cạnh thì đẹp luôn ha. Rồi giao lưu như đem. Dạ rồi cây này cây mã số 16 em giao lưu giá là 4.600.000 luôn anh. Rồi 4.600.000 ship. Dạ. Cây này ship toàn quốc luôn đi cô chú anh chị ơi. Dạ nhưng mà ở xa miếng thì em tấp mụn dừa lên cho cô chú anh chị mình ha. Đi nó hơi lâu miếng giữ ẩm cho cô chú anh chị luôn. Rồi xuống cây. Rồi xuống 16 luôn. Rồi hai người xuống luôn. Khiên khiên em. Rồi mạnh quá ha. Cái anh áo đen đó mạnh quá ha. Rồi lên em 17 luôn. Lên 17 cũng cái tàn cũng bự nha. Ba cây cuối cuối này tàn bự bự không luôn. Rồi em này cao mã số 17 ha, cao cũng khoảng 1m8 nha quý vị. Tán ngang thì có 1m6 à. Mình báo còn trừ hao nha quý vị. Mình báo còn trừ hao thôi. Trừ hao về cô chú anh chị mình đo ra cái có dư dư ra miếng dư quý vị vui, thiếu thiếu quý vị bị phiền. Tay cành quý vị nghe kỹ nha. Mấy em này mai này cũng bự bự. Cái này ha. Nó cũng dài nha cô chú anh chị. Trong ha. Nách cũng u u hết trơn. Nách cũng u u hết cô chú anh chị. Đây. À, giả sử như cái nách này đi. Dạ. Lục cục bể chạy dài xuống tới dưới đây luôn ha. Rồi dạ. Sẵn đó cho cái xe quanh đây luôn. Đó. Này đây, khoan để anh kéo lên cái nữa nha. Đây nè. Đó quý vị nè. Cũng bể rõ hơn chạy dài lên trên luôn nha quý vị. Đó. Trên tới đây luôn nữa ha. Này, em vô cái hoành luôn coi chứ. Rồi vô hoành nữa ha. Cái này là ngay cái mình đó. Rồi 25.5 luôn cả nhà ơi. Luôn.
Rồi tổng nội đế là 1m2 luôn. Rồi đường kính bầu luôn, chuẩn bị chậu đường luôn. Đường kính bầu nó cũng 45-50 cả nhà ơi. Để luôn cái gì. Này cũng quái thú luôn nha cô chú anh chị. Ơi cái chỗ này nó bị chốc á cả nhà, trong em vận chuyển á đó, đó sẵn em thấy em chỉ cho cả nhà luôn ha. Có anh sao khai báo, khai báo được sự khoan hồng. Rồi giao lưu như đêm xù đẹp nha cả nhà. Rồi mã số 17 nè, em giao lưu giá 4,5 triệu anh. 4,5 triệu ha. Dạ. Bao ship cô chú anh chị luôn. Xù chạy cũng nặng. Dạ. Quá rồi ha. Xù này quá trời luôn á nha cô chú anh chị. Bộn rồi ha. Rồi xuống cây. Khi xuống đi. Rồi. Rồi. Cái 18. Cây này khiên. 8 lên dạ. Luôn. À. Em này thì hình như nách nó cũng bung bể bộn rồi ha. Nách cũng xù nữa. À. Này xù thiệt à. Xù thiệt. Ở đó đòn giữa thân cục cũng bự. Dạ. Quá kìa. Cây này rộng dữ lắm nha cô chú anh chị. Rồi cao dữ. Tính 1m8 thôi nha quý vị. Đáng ngang tính 1m6 luôn nha quý vị. Vậy gì đó chắc là dư. À, tàn bự ha, tay cành whip. Em này xù nha. Em này à. Về cô chú. Rồi dừng đây luôn nghe Nhung. Em dễ. Dạ. Dễ quay cái cục xù ở chỗ cái đòn giữa giữa thân nè. Ráng kỹ đưa máy vô cái đọt không. Đây quý vị. Đó. À. Đó đòn giữa thân rồi nó ha. Rồi. Xê xuống xíu. Dưới nó cũng bung bị bể hết trơn ha. Dài dài xuống nè, tay cành thì quá khích rồi. Xuống dài mút dưới đây luôn. À. Cây này phải nói là VIP luôn nha cô chú anh chị. Bung bể trần ha. Chị nét nó bung à, này cũng dần chuyển, nó cũng có tóc dạ, da. Dạ đây cũng này. Tóc da cả nhà. Nó lựa mấy cây bự đẹp đẹp tóc không mà cả nhà. Rồi vô cái hoành luôn cô chú anh chị ơi. Hoành là 26 luôn cô chú anh chị ơi. 26 ha. Này cái nồi đế cũng quá xá. Nồi đế khủng bố. Nồi đế 1m32 luôn. Rồi cái gì. Đường kính bầu này 60 cả nhà ơi. Đây, em để đây để anh kéo quý vị nghĩ cái đường thân á ha. Dạ. Đường thân lắc đẹp, tay cành này khích rịch luôn nè. Cây này à, đúng đẹp luôn nha. Trong mấy cái nách luôn nha quý vị nghĩ kỹ nha. Nách bể bung bộn quá xá luôn nè. Cây này cô chú anh chị mình tương mua về. Tay nha. Mình từ sang năm là cho bông là VIP luôn nha cả nhà. Tay cành đặt kẹo ha. Rồi. Di chuyển. À. Biết nguyệt quá ha. Biết luôn. Nó bóp lại cả nhà ha, nó bóp nó vót lên từ từ cả nhà ha. Quay kỹ à. Vậy cây này nó đẹp xuất sắc nè, quay kỹ. Chịu nữa cô chú anh chị. À. À, kỹ nha, hàng đẹp. Quay kỹ xem. À, rồi rút từ từ ra rồi báo giá cho quý vị nha. Dạ. À, cây này giao lưu nhiêu đây? Rồi cây này cây mã số dạ mã 18 em giao lưu giá 5,8 triệu. 5,8 triệu. À, dạ cây này chắc em bao ship 200 km đổ lại của chú anh chị ha. Rồi 200 km trở lại. À, có gì tàn cây này ha. Là quá đẹp nha cô chú anh chị. Cành đặt kẹo xù đế. Cây này cô chú ha. Anh chị mình dưỡng năm sau chơi bông à. Là hết. Okay. Nói luôn. Cây rồi. Này cây cuối clip của em ngày hôm nay luôn nha anh. Rồi. Đó em cũng cảm ơn tất cả cô chú anh chị mình dành thời gian theo dõi clip ha. Em kính mong cô chú anh chị mình á trong quá trình xem mình thích mã số nào ủng hộ giùm em mã số đó nha cô chú anh chị. Rồi em xin chào cô chú anh chị.